Xin chào các bạn, đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên X Channel. Và đây là ba chúng tôi. Nhưng mà nhân vật phụ thì không cần quan tâm đâu. Chuyện là hôm nay thì nghe tin là bão sắp về, nên bọn mình đã phải quyết định là rủ nhau dậy sớm để đi quay. Và đến bây giờ là 12 giờ trưa rồi và trời vẫn đang nắng, chưa thấy bão đâu cả. Cho dù là nắng hay là bão thì một điều không thể thiếu mỗi ngày đó là cập nhật tin tức, phải không nào? Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với những tin tức của ngày hôm nay, 15 tháng 9 nhé. Sau câu chuyện ồn ào phim giả tình thật đang gây xôn xao mạng xã hội giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy, cộng đồng mạng nhiều người đã bắt đầu đặt nghi vấn, cho rằng đây chỉ là một màn kịch được dựng lên để PR cho phim mới. Và còn có tin đồn rằng Cát Phượng chính là người có sở hữu cổ phần trong bộ phim mới mang tên là Chú ơi đừng lấy mẹ con, do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng. Đồng thời thì hình ảnh tin nhắn trao đổi chuyện Cát Phượng đứng đằng sau để chỉ huy chuyện Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy của một người giấu mặt cũng đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, bị nghi ngờ là dàn dựng và sử dụng nhiều chiêu trò để PR cho phim mới. Cát Phượng mới đây đã lên tiếng khẳng định rằng những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cát Phượng cũng cho biết cô chỉ lên lịch phỏng vấn cho Kiều Minh Tuấn và An Nguy, chứ không hề hùn vốn như những gì mà dư luận đang đồn thổi. Trước thông tin đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía dư luận, nhà sản xuất của bộ phim này cũng đã lên tiếng phản hồi. Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng cho biết chuyện tình cảm riêng của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chuyện riêng của cá nhân hai diễn viên đó. Việc họ yêu nhau hay không thì không hề liên quan đến đạo diễn và nhà sản xuất. Vì vậy, việc một số báo lợi dụng việc riêng tư của hai diễn viên này mà viết bài với tựa đề rằng tẩy chay phim là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và đồng thời cũng gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và danh dự của nhà sản xuất, cũng như là doanh thu của bộ phim này. Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng cho biết thêm, thông tin Cát Phượng có góp vốn trong bộ phim này là hoàn toàn sai sự thật. Và sau cùng chốt lại thì nhà sản xuất cùng với đạo diễn khẳng định rằng họ không bao giờ dùng chiêu trò PR để đi ngược lại với chính mình như là báo chí đã đưa tin. Và hiện tại thì thông tin này sau rất nhiều nghi vấn dùng chiêu trò để PR cho phim mới thì đã được phía những người trong cuộc lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên thì trong câu chuyện này vẫn đang còn rất nhiều nghi vấn cũng như là đang nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Tin tức tiếp theo, vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay 15 tháng 9, trên đường quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến cho rất nhiều người thương vong. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc tai nạn này được xác định là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định. Thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ đã thông báo là xe bồn lúc khoảng 9 giờ 10 phút đã đi với tốc độ là 109 km/h và đã đâm vào xe khách di chuyển ở phía trước, khiến cho hai xe cùng lao xuống suối sâu nơi có rất nhiều đá tảng và hậu quả đã làm cho rất nhiều người chết và bị thương. Hiện tại thì nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn này vẫn đang được phía cơ quan chức năng tập trung để điều tra và làm rõ. Từ 0 giờ ngày hôm nay 15 tháng 9, 60 triệu SIM 11 số sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số. Và tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều thắc mắc của người dùng xung quanh quá trình chuyển đổi này. Và cụ thể, theo quy hoạch, các kho số của các thuê bao di động đang sử dụng đầu số 01 hay được gọi là các thuê bao 11 số sẽ được chuyển thành thuê bao 10 số với các đầu số từ 03 tới 08 sau ngày 15 tháng 9. Và được biết trong đợt chuyển đổi này thì toàn bộ các SIM 10 số hiện hữu bắt đầu bằng số 09 sẽ gần như là không chịu một ảnh hưởng nào. Tuy nhiên, khi mà chủ thuê bao 10 số hiện hữu thực hiện cuộc gọi tới các thuê bao 11 số trước đây thì sẽ phải quay theo mã số của mạng mới được các nhà mạng thông báo khi thực hiện cuộc gọi. Và được biết quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và miễn phí. Sau khi chuyển đổi thì tài khoản và gói cước vẫn sẽ được bảo lưu như khi mà khách hàng dùng số cũ. Trong quá trình chuyển đổi thì người dùng không cần phải thay SIM, cũng không cần phải đăng ký lại thông tin thuê bao. Tuy nhiên thì với một số dòng máy đời cũ thì cần khởi động lại để kích hoạt lại dịch vụ. Trong ngày hôm nay 15 tháng 9 thì cũng là ngày bắt đầu của quá trình chuyển đổi SIM 11 số thành SIM 10 số. Tuy nhiên thì không phải là toàn bộ 60 triệu SIM 11 số sẽ được chuyển đổi tất cả trong ngày hôm nay. Cả năm nhà mạng sẽ đều chia việc chuyển đổi SIM 11 số thành các đợt kéo dài bắt đầu từ sau ngày 15 tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2018 tới đây. Và sau khi hoàn tất chuyển đổi thì khách hàng vẫn có thể quay số song song cả hai đầu số mới và cũ cho đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2018 tới đây. Những ngày vừa qua thì mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin về một câu chuyện người mẹ Việt Kiều Mỹ đã tố bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện thờ ơ và tắc trách khiến cho con trai của chị tử vong sau một thời gian dài điều trị. Theo đó thì tài khoản Facebook có tên là Lily cho biết bà chính là mẹ ruột của chàng trai có tên là Nguyễn Duy Hưng, 19 tuổi. Hiện tại thì bà Ly đang sống tại Mỹ và để con trai lại ở Việt Nam cho người chị gái chăm sóc ở Đồng Nai. Và theo bà Ly thì do em Hưng chưa đủ 20 tuổi, còn khoảng 3 tháng nữa nên là bà đang chờ con trai đủ tuổi để đưa qua Mỹ đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên thì theo câu chuyện mà người mẹ này chia sẻ thì sự tắc trách của bác sĩ đã dẫn đến cái chết của
của con trai bà. Theo bà Ly thì khi thấy sức khỏe của con trai mình càng ngày càng xấu đi thì bà đã phải nhờ đến cha dượng của Hưng đi cầu cứu bác sĩ bên Mỹ để hỗ trợ thông qua điện thoại, nhưng mà các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy không đồng ý. Sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày, nhưng mà sức khỏe của Hưng thì lại trở nên nặng hơn nên là các bác sĩ tại đây đã yêu cầu mổ gấp. Tuy nhiên, lúc mà các bác sĩ này cho biết Hưng chỉ còn vài phần trăm sống và có thể sẽ chết trên bàn mổ. Trước những thông tin đang gây bức xúc dư luận này thì phía bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức lên tiếng phủ nhận với nhiều thông tin chưa đúng sự thật. Trước tiên nói về tình hình bệnh án của chàng trai 19 tuổi này, bác sĩ Hồ Tấn Phát là trưởng khoa nội tiêu hóa cho biết bệnh nhân Nguyễn Duy Hưng đã nhập khoa vào lúc 6 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2018 với chẩn đoán là viêm tụy cấp nặng. Theo bác sĩ này thì do mẹ của bệnh nhân không có mặt trong quá trình theo dõi và điều trị, các bác sĩ trực khoa đã ít nhất 2 lần giải thích cho người nhà về tình trạng của bệnh nhân, diễn biến khó lường và rất nguy hiểm của bệnh nhân. Khoa cũng rất tích cực trong quá trình theo dõi và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết thêm họ không thể tiếp nhận thuốc từ Mỹ về để điều trị vì bệnh viện không được phép. Liên quan đến việc Hà Nội muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mới đây một bài viết đã được đăng trên báo và theo Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Giá có nhắc đến một câu nói của cố giáo sư Nguyễn Hoàng Phương. Ông sinh năm 1927 và mất năm 2004. Là một nhà nghiên cứu nổi tiếng về các lĩnh vực vật lý của trường sinh học và tâm linh cho rằng trong các loài động vật thì con chó có cấu trúc sinh học và hệ thần kinh gần giống với con người nhất. Vậy nên ăn thịt chó tức là ăn thịt người. Và theo ý kiến của nhà văn Ngô Văn Giá được đưa ra thì ngay lập tức mạng xã hội đã đưa ra rất nhiều những ý kiến trái chiều. Khi được phỏng vấn thì theo như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là giám đốc của bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương cho rằng ông không đồng tình với ý kiến trên. Theo tiến sĩ Hùng thì dù một số bộ phận trong cấu trúc sinh học và hệ thần kinh của con chó phát triển tương đương với con người, nhưng chó vẫn chỉ là một loài động vật, là một loài vật nuôi trong nhà chứ không thể như con người để nói rằng ăn thịt chó tức là ăn thịt người được. Vị này cũng nhấn mạnh thêm cá nhân ông cũng ủng hộ việc hạn chế ăn thịt chó và thậm chí là muốn người dân trong tương lai sẽ từ bỏ được thói quen này. Nhưng các dẫn chứng và minh chứng nêu ra cần phải chính xác và tránh tình trạng phiếm diện nâng cao quan điểm thiếu thực tế. Tuy nhiên theo ông thì nếu để hạn chế việc giết mổ và ăn thịt chó và nói rằng ăn thịt chó cũng như ăn thịt người là suy diễn và thiếu căn cứ cũng như là thiếu hiểu biết. Và cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cũng đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Hùng. Bản thân ông cho biết ông cũng không ăn thịt chó, thịt mèo, nhưng từ thực tế cho thấy rất khó để khiến cho người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo nếu chỉ dựa vào lời khuyên hay là văn bản đề nghị nào đó của chính quyền. Theo ông thì có thể đưa ra những hình ảnh đối xử tàn bạo với chó để tạo ra một làn sóng phản đối trong dư luận về việc ăn thịt chó. Rồi, và vừa rồi thì mình đã cùng với các bạn cập nhật lại những tin tức của ngày hôm nay 15 tháng 9. Và hy vọng là các bạn sẽ có một ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần trời đẹp và có thật nhiều điều ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Và bây giờ thì xin chào và không thể thiếu, chúc các bạn ngủ ngon nhé.